Chào các bác nhá, shop Tân Ánh Ngọc Ánh, chào tất cả anh em. Giới thiệu với anh em về cái mẫu quần áo mũ bảo hộ chống ong đốt nhá, phục vụ cho các bác nuôi và khai thác ong mật. Đây, ngoài cái quần áo mũ này thì còn rất nhiều các phụ kiện khác phục vụ cho cái ngành nuôi ong mật. Đây là con ong nội nhá các bác nhá. Thì các bác cứ theo dõi và truy cập kênh, tìm cái danh sách phát đó là vật tư phụ kiện nuôi ong. Cái danh sách phát đấy nha, là các bác xem các clip về sản phẩm thì các bác chọn sản phẩm nào thì các bác vui lòng alo trực tiếp cho shop theo cái số điện thoại bên dưới màn hình nhá. Thì clip này sẽ giới thiệu cho các bác về cái quần áo và mũ bảo hộ chống ong đốt nhá. Đây, đầu tiên đó là cái mũ, đó là cái áo nhá, gọi là cái áo liền mũ. Đây, áo liền mũ lô hàng này là lô hàng mới các bác nhá. Màu thực tế là màu như này, xanh rèn gì bộ đội rất là đẹp đấy nhá. À, cái này ấy, thì nói luôn cho các bác nắm được về giá. Giá của nó là 180.000. 180.000 đã bao gồm cả phí ship đi toàn quốc cho các bác. Các bác ở đâu cũng đặt được hàng, nhận hàng có quyền bóc ra xem và kiểm tra trước khi trả tiền. Đấy, các bác lưu ý kỹ nha. Cái này là tôi yêu cầu các bác là xem và kiểm tra kỹ trước khi trả tiền, để tránh cái tình trạng là nhiều khi là bên bưu điện vận chuyển họ làm móp mép làm hỏng, thì các bác có quyền từ chối đơn hàng đấy và yêu cầu shop gửi cho các bác đơn hàng khác nhé. Chứ còn các bác nhận được rồi lại mất công gửi lại bưu điện, nó lại tốn tiền phí nha. Đấy, các bác cứ xem kỹ, 180.000, xem xong ok ngon lành hết thì trả tiền cho người giao hàng nhé. Hàng sẽ đi toàn quốc. Tôi giới thiệu cụ thể về cái mũ này nhá. Đây, cái này toàn bộ phía sau gáy là nó bằng vải hết, bằng vải là gì này hết. Có cái lô hàng phía sau nó bằng lưới thì nhìn nó không được chắc chắn, là shop không đặt nữa nhá. Lô hàng toàn bộ bằng vải hết. Và cái lưới phía trước này các bác quan sát là cái lưới màu đen. Lưới màu đen hay còn gọi là lưới tàn hình đấy. Đấy, lưới tàn hình. Nhìn nó rất là trong mắt, nó không bị vướng, không bị tầm cản nhá, rất là tốt nhá. Và cái này ấy, nó là mặc theo kiểu chui đầu. Mặc theo kiểu chui đầu. Và mới cái mẫu áo bảo hộ này thì chỉ có một size duy nhất dùng cho các bác nhỏ con cũng dùng và to con cũng dùng luôn. Đấy, nhỏ con thì rộng thoải mái và to con thì lại vừa vặn. Đấy, 70-80 cân cũng mặc được. Chỉ có một size duy nhất, các bác đòi hỏi size to size nhỏ cũng sẽ không có nhá. Và cái này là chỉ có cái áo không thôi. Áo không thôi để cho nó giá thành nó rẻ xuống. Thế còn các bác mà mua cái quần nữa cả bộ thì nó rất là cao. Mà cái quần thì này không giải quyết vấn đề gì. Các bác mà dùng cái quần bình thường của mình là ok rồi. Còn mặc cái quần theo cái bộ này thì nó rất là lùng tùng. Nó lùng thùng lắm. Thì đây tôi sẽ mặc thử cho các bác nhá. Phía cạp này nó có bu rông này. Mặc theo kiểu chui đầu các bác nhá. Mặc theo kiểu chui đầu. Mặc theo kiểu chui đầu này. Mặc theo kiểu chui đầu một size duy nhất. Đây các bác này. Cái này là nó có một cái túi. Túi nho nhỏ để cho các bác đựng mấy cái dụng cụ trong khi các bác làm. Ví dụ như là cái nòng nhốt chúa hay là cái kim di trùng hay là cái gì đấy chẳng hạn nhá. Cái kết cấu của cái này ấy, là ống tay này cũng là thun, nó bu rông lại để giúp ong chui vào, chống ong chui vào nhé. Đây cái này, chống ong không chui vào. Và cái phía cạp này cũng vậy này. Đấy, phía gấu này nó cũng là chuôn bó lại thì là giúp chống cho ong không chui vào được nhé. Đây túi đựng dụng cụ này. Lưới phía trước này các bác nhìn này, là lưới màu đen, nhìn rất là rõ, rất là trong nhé. Cái vành này nhá, vành là vành bằng sắt các bác nhá, vành bằng sắt đấy. Và đây ấy, nó sẽ có cái khóa, có khóa mở ra để gọi là liên kết ở phía trong, các bác cần gãi gãi hay cái gì đấy chẳng hạn nhá. Đây có khóa đây nhá. Đấy, đây là cái mũ, đây là cái áo liền mũ. Đây các bác xem và quan sát này, áo liền mũ một size duy nhất nhá các bác nhá, một size duy nhất, 180.000 một cái, bao ship đi toàn quốc. Đây là cái áo này, các bác cứ người thật việc thật, nhận được hàng kiểm tra hàng đúng như vậy để các bác thanh toán tiền cho người giao hàng. Đây là xong là cái áo nhá. Tiếp theo sẽ đến cái mũ không, cái mũ không nhá các bác nhá. Cái mũ không này thì bây giờ bên shop đang có hai mẫu cung cấp cho các bác để cho các bác có tiện thể so sánh luôn. Cái mẫu thứ nhất đó là cái mẫu gọi là cái shop gọi là mẫu nhỏ á nhá. Mẫu nhỏ này là 100.000 một cái. Đây, mẫu nhỏ này 100.000 một cái này đã bao gồm cả phí ship rồi nhá. Đã bao gồm cả phí ship rồi. Nó có hai vành. Hai vành này đều bằng thép.
hai bánh này đều bằng thép các bác nhé. Đấy, đều bằng thép. Và cái lưới xung quanh, lưới xung quanh tất cả đều là màu đen, đều là màu đen. Đấy, đều màu đen. Đây tôi đội thử cho các bác luôn. Đấy nhá. Bánh dưới cũng bằng thép này. Có dây để các bác thắt vào chỗ cái cổ áo của mình này. Đấy, để cho chống ong nó không chui vào. Đây là các bác thoải mái đi thăm ong, cho ong ăn, khai thác quay mật thì là nó cũng sẽ không bay vào cổ và mặt mình được. Cái này nó bảo hộ đơn giản không? Đơn giản hơn. Có nghĩa là chỉ cái mũ không thôi. Đấy. Đây là cái mẫu mũ nhỏ. Mẫu mũ nhỏ này, cái vành này này. Cái vành này đường kính nó sẽ đạt được khoảng 36-37 phân. Đấy, hai vành, vành nào cũng bằng thép hết nhá. Đấy. Thế còn đối với cái mẫu mũ to hơn thì nó đắt hơn có 10.000 thôi các bác nhá. Đắt hơn 10.000 là 101. Đấy, 101, 110.000 cho một cái này. Cái này ấy, thì cái lưới phía chung quanh này nó là màu trắng. Còn cái lưới trước mặt mình nhìn ấy thì sẽ là màu đen. Đấy, để cho nó lưới tàng hình, trước mặt mình nhìn là màu đen này. Và cái vải này thì nói chung là tiền nào của đấy thôi. Và này nó sẽ dày dặn hơn, chắc hơn nhá, chắc hơn đấy. Cái này có hai vành, thì cái vành trên này bằng thép, còn vành dưới này sẽ bằng nhựa nhá. Bằng nhựa này, nhựa dẻo đấy, rất là dẻo, rất là dai. Đấy nhá. Thì cái mẫu mũ này là sẽ đường kính nó sẽ to hơn, thoải mái hơn. Thì nói chung là nó chênh lệch nhau có 10.000 thôi. Các bác chọn mẫu nào thì chọn. À, các bác đội nhá, đội vào. Xong di chuyển làm sao cho cái phần đen ấy nó quay ra phía trước. Đấy, quay ra phía trước mình nhìn rất là rõ nhá. Thế đây là cái mẫu mũ bảo hộ nhá, mũ bảo hộ này. Đấy. À, áo nhá, thông báo lại các bác này, áo là 180.000. Còn mũ nhỏ là 100.000. Mũ to là 101. Đấy, hàng ship đi toàn quốc. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền cho người giao hàng. Ngoài các cái này ra thì còn nhiều các phụ kiện vật tư khác. Các bác cần món nào thì ủng hộ shop nhá. Các bác vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh và bấm vào cái chuông bên cạnh luôn ấy, thì các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất và những cái sản phẩm mà shop giới thiệu với các bác, phục vụ cho các bác trong công việc hàng ngày, trong công việc nuôi ong, khai thác mật. Rồi, shop Tân Ánh Ngọc Ánh xin cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những clip sau nhé.